GPS, phát minh góp phần tạo nên cách mạng 4.0. GPS là một trong những phát minh quan trọng nhất trong lịch sử công nghệ, nhưng ít ai biết rằng ban đầu GPS lại được tạo ra chỉ dành cho mục đích quân sự và người dân không thể tiếp cận tiện ích này. Hiện tại, GPS đã được ứng dụng rộng rãi ở rất nhiều lĩnh vực và ai ai cũng đều có thể sử dụng GPS một cách hoàn toàn miễn phí. Vậy GPS ra đời như thế nào? Do một thảm họa, GPS được cho phép sử dụng rộng rãi. GPS viết tắt của Global Positioning System, hệ thống định vị toàn cầu, là hệ thống xác định tọa độ vật thể trên mặt đất dựa trên vị trí thiết bị thu sóng từ các vệ tinh nhân tạo. GPS được tạo nên và quản lý bởi Bộ Quốc phòng Mỹ và được vận hành bởi Không lực Mỹ. Nhưng chính phủ nước này đã cho phép người dân trên toàn thế giới sử dụng các chức năng của GPS miễn phí. Mỹ và Nga là hai quốc gia đầu tiên cạnh tranh xây dựng hệ thống định vị toàn cầu của riêng mình trong chiến tranh lạnh. Năm 1973, Bộ Quốc phòng Mỹ lần đầu ra mắt hệ thống GPS, lúc đó có tên gọi là Navstar. Tuy nhiên, đến năm 1978 thì vệ tinh GPS mới được phóng lên. Mãi đến năm 1994 thì mới phóng đầy đủ 24 vệ tinh và đến 1995 thì mới hoàn toàn đi vào hoạt động. Với 27 vệ tinh GPS hoạt động được đưa vào vũ trụ, trong đó có 3 vệ tinh dự phòng. Mỗi vệ tinh được chế tạo để hoạt động tối đa là 10 năm. Ban đầu GPS được phát minh phục vụ cho những mục đích quân sự của chính phủ Mỹ. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi một thảm họa xảy ra. Ngày 1 tháng 9 năm 1983, Liên Xô đã điều các máy bay tiêm kích tới ngăn chặn, rồi bắn hạ một máy bay thương mại Hàn Quốc. Do thiết bị dẫn đường của máy bay này bị hỏng, khiến hiểu lầm rằng máy bay Hàn Quốc cố ý xâm phạm không phận của liên bang. Sự cố phát sinh đó khiến tất cả 269 hành khách và thành viên phi hành đoàn, bao gồm cả nghị sĩ Mỹ Lawrence McDonald, thiệt mạng. Đây từng được xem là một trong những tai nạn hàng không thảm khốc nhất trong lịch sử thế giới, đồng thời khiến mối quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ trở nên xấu đi. Sau tai nạn đó, Tổng thống Mỹ Ronald Reagan đã cho phép sử dụng GPS vào mục đích thương mại dân sự để tránh những tai nạn tương tự. Người dân được phép sử dụng GPS và không mất phí thuê bao hoặc mất tiền trả cho việc thiết lập nếu có sẵn các thiết bị thu tín hiệu như điện thoại, máy tính bảng, bộ định vị chuyên dụng. Tất nhiên, GPS dân sự đã bị lược bỏ một tính năng. Điều này khiến tính chính xác của GPS giảm xuống, sai số khoảng 100m. Cho đến ngày 1 tháng 5 năm 2000, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ mới chấm dứt việc giảm độ chính xác của GPS. Từ đó, GPS đã trở nên chính xác hơn 10 lần và được ứng dụng trong tất cả các ngành kinh tế. Hệ thống GPS ngày nay bao gồm khoảng 31 vệ tinh phát sóng GPS đặt trên quỹ đạo không gian ở chiều cao 20.000 km nhằm phủ sóng toàn bộ mặt đất, đảm bảo điểm nào trên trái đất cũng đều có thể nhìn thấy, tối thiểu là 4 vệ tinh. Các hệ thống dẫn hoạt động dựa trên các trạm phát tín hiệu vô tuyến điện. Một vệ tinh GPS có trọng lượng khoảng 1.500 kg, dài khoảng 5m với các tấm năng lượng mặt trời, mở rộng 7m², phát với công suất tối đa 50W. Nhìn chung thì công nghệ GPS vẫn đang được tiếp tục nâng cấp và những vệ tinh mới cũng được bổ sung. Điều này đồng nghĩa với tính chính xác sẽ tăng lên và hệ thống sẽ trở nên hữu ích hơn. Với nhiều ứng dụng thông minh, GPS không chỉ để dẫn đường mà nó còn có thể dùng để lấy thời gian một cách chính xác. Với sự hỗ trợ từ nhiều công nghệ, một thiết bị nhận tín hiệu GPS có thể xác định thời gian hiện tại trong 1 trên 100 tỷ giây. Những tín hiệu này được sử dụng để đồng bộ thời gian trên điện thoại di động. Ngày nay, GPS vẫn được sở hữu và đặt dưới sự kiểm soát của Bộ Quốc phòng Mỹ. GPS hoạt động như thế nào? GPS thực chất là một mạng lưới bao gồm các vệ tinh quay xung quanh trái đất, phối hợp với những vệ tinh, đó là 5 trạm theo dõi đặt trên mặt đất, trạm chủ được đặt tại Colorado của Mỹ và 4 trạm khác không có người điều khiển được đặt tại Hawaii, đảo Ascension, Diego Garcia và Kwajalein. Các trạm theo dõi này thu thập dữ liệu từ các vệ tinh và truyền dữ liệu về trạm chủ. Trạm chủ sau đó sẽ xử lý dữ liệu và đưa ra các thay đổi cần thiết để chuyển dữ liệu chuẩn về các vệ tinh GPS. Như vậy là chúng ta có hệ thống nhiều vệ tinh và các trạm theo dõi ở khắp nơi trên trái đất, liên tục truyền tải và xử lý dữ liệu. Vậy các thiết bị di động làm thế nào để truy cập được vào mạng lưới này để phát hiện ra được vị trí chính xác của chúng ta? Hệ thống GPS sẽ sử dụng một kỹ thuật mang tên gọi là trailation để tìm ra vị trí của bạn. Kỹ thuật trailation có thể hiểu đơn giản là như sau.
thiết bị của bạn sẽ sử dụng tín hiệu từ ít nhất là 4 vệ tinh khác nhau để xác nhận và chỉnh sửa lại thông tin. Mục đích cuối cùng là làm giảm sai số xuống mức tối thiểu, thay vì chỉ sử dụng thông tin từ một vệ tinh duy nhất khiến cho sai số quá lớn. Một khi vị trí người dùng đã tính được thì máy thu GPS có thể tính các thông tin khác như tốc độ, hướng chuyển động, bám sát di chuyển, khoảng hành trình, khoảng cách tới điểm đến, thời gian mặt trời mọc, lặn và nhiều thứ khác nữa. Dĩ nhiên, đằng sau cách hoạt động của GPS còn rất nhiều thuật toán cũng như các ứng dụng khoa học khác. Ví dụ, bạn sẽ phải tính đến mức độ trễ của tín hiệu giữa vệ tinh và các đầu nhận GPS. Ngoài ra, bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao GPS lại làm tốn pin điện thoại rất nhanh hay chưa? Lý do là vì smartphone của bạn phải liên tục tính toán để sửa chữa các sai sót trong dữ liệu về vị trí. Ứng dụng của GPS trong đời sống. Ứng dụng của GPS trong đời sống hiện nay thì nhiều vô kể, trên đất liền, trên biển và trên không. Về cơ bản, GPS có thể sử dụng ở mọi nơi, trừ những nơi không thể nhận được tín hiệu như dưới tầng hầm, trong hang động. Trong lĩnh vực hàng không, người ta áp dụng GPS để điều hướng máy bay thương mại bằng cách cung cấp tọa độ của máy bay theo thời gian thực cho phi công. Từ đó, phi công có thể xác định được vị trí bay. Ứng dụng của GPS đối với lĩnh vực hàng hải thì cũng tương tự như lĩnh vực hàng không. GPS cũng giúp điều hướng tàu trên biển, giúp thuyền trưởng xác định vị trí và phương hướng, phác thảo được bản đồ hành trình sắp đến. Ứng dụng của GPS trong lĩnh vực vận tải là dễ dàng nhận thấy nhất. GPS được các công ty logistics, dịch vụ vận tải áp dụng rất nhiều nhằm theo dõi tuyến đường và điều phối đội xe để vận chuyển hàng hóa, con người qua những chặng đường xa. Gần gũi hơn, chúng ta có thể thấy những hãng xe công nghệ như là Grab, Gojek, Bi cũng thường xuyên cải thiện hệ thống GPS của mình để chở khách trong khu vực thành phố, giao đồ ăn hay hàng hóa. Trong lĩnh vực quân sự, đây là lĩnh vực đầu tiên ứng dụng GPS. Quân đội Mỹ bắt đầu áp dụng GPS vào lĩnh vực quân sự từ năm 1993 với mục tiêu thiết lập một nền tảng định vị dẫn đường hợp nhất cho các đơn vị chiến đấu. GPS sau này đã vượt qua kỳ vọng của quân đội Mỹ và mở ra khả năng ứng dụng trên các loại vũ khí tấn công chính xác cao của Mỹ và NATO trong gần 3 thập niên qua. Trong lĩnh vực trắc địa, thủy văn, GPS giúp xác định vị trí để đo đạc bản đồ, đất đai, san lấp mặt bằng, làm đường cao tốc, trải nhựa đường, v.v. Ngoài ra, GPS cũng là công cụ đắc lực trong các hoạt động thường nhật như chạy bộ, trượt tuyết, leo núi, chạy xe đạp, xác định quãng đường chạy, vị trí bản thân, điểm đến, thời gian, tốc độ. Người ta cũng dùng hệ thống này để giám sát những trường hợp đặc biệt áp dụng trong phòng chống tệ nạn xã hội, tù nhân, giam lỏng hay những trường hợp cần được chăm sóc đặc biệt như trẻ tự kỷ, người già, người mắc bệnh Alzheimer. Tuy nhiên, GPS cũng có những mặt trái. Những cá nhân có mục đích không minh bạch đã lợi dụng GPS để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như bắt cóc tống tiền, theo dõi nạn nhân với ý đồ xấu. Do đó, bạn cần cẩn thận, tuyệt đối không chia sẻ vị trí của mình cho bất cứ người lạ nào, đồng thời giữ kỹ các thiết bị thu sóng như điện thoại, máy tính, đồng hồ thông minh, vòng tay định vị để tránh tạo điều kiện cho các đối tượng xấu. Thế giới sẽ bị tê liệt nếu công nghệ này dừng hoạt động. Từ khi hoàn thiện và vận hành đầy đủ, từ năm 1995 cho đến nay, GPS đã được sử dụng trên toàn thế giới. Định vị vệ tinh trở nên quan trọng đến nỗi rất nhiều thứ trong cuộc sống của chúng ta đều bắt đầu phụ thuộc vào nó. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu GPS ngừng hoạt động trong một tháng? Nghiên cứu từ Viện Quốc tế RTI ở Bắc Carolina của Mỹ, được tài trợ bởi Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ, đã cho chúng ta câu trả lời. Sau khi thu thập thông tin từ hơn 200 chuyên gia, các nhà nghiên cứu tiết lộ GPS được sử dụng trong rất nhiều lĩnh vực, từ nông nghiệp, giao hàng đến các giàn khoan ngoài biển. Trong giai đoạn từ năm 1984, khi GPS lần đầu được áp dụng thương mại đến 2017, lợi ích kinh tế mà GPS tạo ra là khoảng 1,4 nghìn tỷ đô. Việc GPS ngừng hoạt động trong một tháng sẽ gây thiệt hại cho nền kinh tế mỗi ngày là 1 tỷ đô, riêng giai đoạn mùa vụ tháng 4 và tháng 5 là 1,5 tỷ đô. Nghiên cứu cho thấy những lợi ích kinh tế của GPS phần lớn dành cho lĩnh vực viễn thông với 685,9 tỷ đô la Mỹ được tạo ra. Công nghệ viễn thông là lĩnh vực đứng thứ hai với 325 tỷ đô, dịch vụ định vị trên smartphone đứng thứ ba với 215 tỷ đô. Mỗi vệ tinh GPS mang các đồng hồ nguyên tử duy trì thời gian theo chuẩn GMT. Thời gian chính xác đóng vai trò quan trọng để các hệ thống hoạt động trơn tru, từ lưới điện đến các giao dịch tài chính. Ngay cả các dịch vụ Internet mà bạn đang sử dụng
cũng phụ thuộc vào thời gian đồng hồ GPS để định tuyến dữ liệu. Theo Gears China, mọi thứ vẫn không bị ảnh hưởng nhiều sau 2 ngày tắt GPS, nhưng sau đó thì hệ thống mạng không dây sẽ gặp sự cố nghiêm trọng, khả năng hoạt động sau 30 ngày là 0-60%. Không chỉ những chuyến bay bị ảnh hưởng, quân đội sẽ mất quyền kiểm soát máy bay không người lái đang theo dõi thiên nhiên và phần tử khủng bố. Hệ thống dự báo thời tiết sẽ ngừng hoạt động, trong khi truyền hình và đài phát thanh thì không thể truyền đi tín hiệu. Vào tháng 1 năm 2016, khi không quân Mỹ cho ngừng một vệ tinh GPS, thời gian sai lệch trên vệ tinh đó đã được thiết lập cho những vệ tinh còn hoạt động khác. Sự chênh lệch chỉ là 13 micro giây, tương đương 13 phần triệu giây, nhưng đã khiến nhiều cơ quan gặp hỗn loạn trong suốt 12 giờ. Theo Geo Awesomeness, báo cáo từ một số khu vực của Mỹ, Canada, cho thấy cơ quan cảnh sát, cứu hỏa và thiết bị vô tuyến đã ngừng hoạt động. Đài phát thanh của BBC thậm chí phải ngừng phát sóng trong suốt 2 ngày. GPS ra đời vào thời điểm quan trọng của ngành viễn thông, đóng vai trò lớn trong quá trình số hóa cơ sở hạ tầng viễn thông và sự ra đời của mạng không dây. Công nghệ không dây đang phát triển, với sự phụ thuộc và độ chính xác cao nên cần có định vị GPS. Nhiều xu hướng công nghệ như xe tự lái, Internet vạn vật IoT sẽ giúp cho công nghệ không dây đạt đến những giới hạn mới trong tương lai với điều kiện là có sự hỗ trợ của GPS. Để giảm sự phụ thuộc vào GPS, một số quốc gia khu vực đã phát triển hệ thống GPS của riêng mình như là Nga, GLONASS, Trung Quốc, Bắc Đẩu và châu Âu Galileo hoạt động trên phạm vi toàn cầu. Trong khi đó, Nhật Bản và Ấn Độ cũng phát triển hệ thống định vị sử dụng trong phạm vi quốc gia. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha!